Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2022. Thì bữa nay coi như là mưa bão rất là dữ ha. Ngày hôm qua coi như là mưa sáng nắng chiều, mưa trưa mưa tối, mưa lúc nào cũng mưa. Nói chung là ảnh hưởng cái cơn bão từ ở bên Philippines mà nó đổ bộ qua bên miền Trung Việt Nam mình. Đó, cho nên là chim cò nó cũng không có được nhiều. Rồi ok mọi người, đi thẳng vô vấn đề luôn nha mọi người nha. Thì bên tay phải của em á, là một cái thùng chào màu, thì nó khoảng chừng 11, 12 hay là 10 bé chào màu mép vàng. Có nghĩa là chào màu dạng như là chim mái lở mới lên, chim phải nói là đều hót hết rồi ha, nhưng mà giá rẻ. Và cái thứ hai là không có bao trống nha mọi người nha. Chút xíu em sẽ bắt ra từng bé, hoặc là em sẽ ra từng cái ô, từng cái hộc như thế này đó, cho các anh lựa ha. Giá rẻ lắm, chỉ có 200k một bé thôi đó, cho nên là không có bao trống. Rồi còn cái thùng phía trên này hình như là có chè than, có chè lửa ha. Thì như như cái thông tin thằng em trai nó cũng có nói ha, đây à, cái thùng trên này hình như là chè than nè, chè than, chè lửa đó. Rồi chuối chuẩn bị cho chào màu nè. Đó thôi, bây giờ để em lấy kích thước nè, hình như là có lửa đuôi dài, để em chuẩn bị em ra ha. Ra luôn cho nó đỡ mất thời gian của mấy anh ha. Hình như là chưa lửa mọi người ạ. Rồi đây là lửa mép đuôi tôm ha. Lửa mép đuôi hơi tôm ha. Giá là 300k, mép vàng nha mọi người nha. Đây, cái mép còn vàng khè ha. Giá là 300k nha mọi người nha. Chè lửa mép vàng. Đó, bảo hành coi như là móng cho các anh đầy đủ hết nè. Bé này đuôi hơi tôm, bé này ô số 1 nha. Ô số 1. Giá là 300k nha. Đó, những cái dòng lửa mép đó thì thường đa số là lông đuôi nó chưa có ra. Nó chưa có ra hết cho nên là em không có đo đuôi nha mọi người nha. Bé số 2 này đuôi cũng hơi tôm ha. Đó, họng vàng khè ha. Đây bé số 2. Giá cũng là 300k nha. Đó, đuôi cũng hơi tôm đẹp ha. Đó, móng đầy đủ hết nè. Ngày hôm qua em kia thì em gửi một cái con chè lửa đuôi 19, gửi đi lên trên trên ngay ngã ba chị An á. Như cái clip mà các anh thấy ha, em bắt ra em review cho các anh xem móng rất là đẹp luôn. Mà không hiểu vì sao mà em gửi lên ngã ba chị An, không biết là khách bỏ vô cái lồng rồi nó nhảy nó chọt vô cái khe cửa hay sao á. Nó quẹo hết cái móng. Đó. Đó, coi như là lỗ con chim đó rồi đó. Rồi bé này đuôi tôm ha, đuôi tôm lụa nè. Mắt nhỏ xíu à. Để chụp hình bé này coi, đuôi tôm lụa nè, đẹp ha. Thôi chút xíu nữa chụp sau đi, đỡ mất thời gian cho các anh xem cái mặt nó. Tại bé này để em đo đuôi cái đã, móng đầy đủ hết nha mọi người nha. Đó, tranh thủ nhanh nhanh chở con đi học nữa. Để em đo đuôi bé này coi. Wow, khổng không lông ống không nè, đuôi đang ra. Bé này bảo đảm các anh nuôi mùa sau á là đuôi nó dài lắm. Đó, hiện tại giờ nó 17.5 lần nè, 17.3 chứ. Hiện tại là giờ 17.3 ha. Bé này giá là 400k nha mọi người nha. Lửa số 3 giá là 400k nha mọi người nha. Các anh biết sao, ngày hôm qua á, em lướt Facebook thử á, ở bên Đồng Nai á, họ bán một cái con lửa mà đuôi khoảng chừng một bên nó là 16, một bên là 17 mà còn lông ống giống vậy á. Các anh biết bán bao nhiêu không? 550k lực.
Mấy ông mà trên Facebook mà đăng bán mắc là em ở đây em bán rẻ là em bán hết nhanh lắm. Đó, cho nên là nói chung là khi mà em bán chim em cũng cân đong đo đếm giá lắm mọi người. Em cũng coi các cái giá ở trên các cái trang mạng. Đó, ví dụ như Facebook hay là Zalo hay là trên 5 giây hay là trên Chợ Tốt gì đó. Đó thì người ta bán thì em luôn luôn em phải canh giá. Nói chung là em bán giá nó sẽ rẻ hơn. Đó, để cho nó hết cho nó nhanh đó, cho nên là chính vì vậy mà các anh thấy ngày nào cũng hết ngày đó và bao nhiêu chim cũng không đủ để bán hết đó, chính vì vậy mà em luôn luôn để bán rẻ hơn là vậy. Rồi bé này là bé thứ tư ha, móng đầy đủ hết nè, bé này thì giá là 300k ha, không có đo đuôi nha, rất là đẹp ha, đầu bi toàn bộ, nãy giờ coi như là bốn bé toàn là chim mép không à, rất đẹp. Rồi hết rồi mọi người. Rồi em nhắc lại nha. 1 2 4 giá là 300k, chỉ có bé số 3 là đuôi 17 3 mà đuôi lông ống á, thì giá là 400k thôi nha. Nhớ giúp em nha. 1 2 4 giá là 300k. Lửa số 3 giá là 400k. Wow, than mọi người. Wow, than mái rất to luôn. Rồi, than mái nhanh gọn lẹ ha, than mái ha. Giá là 150k, anh em nào ở tỉnh nếu như mua một bé thì phụ phí xe ôm giúp em, còn nếu như có điều kiện mua giúp em hai hoặc ba bé trở lên nha, em mới ship ra các cái nhà xe được. Rồi, than mái đó em thả vô ô số 5 nha. Không có nhiều chim cho nên là thả theo cái số ô, thì anh em nào mua thì nhớ đọc cái số ô giúp em nha. Sao nãy giờ nó nằm ở đâu mà em mò nó không ra. Rồi, đây than mái nữa ha. Than mái này ô số 6 nha. À quên, có cái vụ này nó rất là ngộ nè. Hôm bữa có một anh trai dưới Long Khánh mua một con lửa đuôi 19, một con chòe than. Mà chòe than là em tuyển ra ở nhà em á. Không phải là tuyển, có nghĩa là chim về đây là em lựa cái con nào nó xòe to nhất em đưa cho anh. Anh nghĩ sao anh về anh kêu, ủa anh than này anh than mái. Mà mấy bữa trước là em đâu có than mái đâu, toàn là than trống. Mà em chỉ cho mấy anh mới luôn nè. À. Mấy anh mới chơi á. Khi mà mua chim á thì mình nên tìm hiểu. Thì cái thứ nhất nè. Than mái là cái màu lông nó xám tro như thế này ha. Còn còn cái con than trống là cái ức của nó ở đây. Cái yếm ở đây ha, nó đen thui ha. Còn nếu mà than mái mà cái yếm mà đen thui là than mái đó giá nó rất là cao. Ở than mái đó số 2 nha. Đó cho nên là mấy anh mà mới mới cho chim á mà mua chim á thì nên tìm hiểu kỹ trước giúp em nha. Tìm hiểu là tìm hiểu về thứ nhất là cái cách nuôi, cái thứ hai nữa là cái cách phân biệt trống mái nó như thế nào đó. Đây mới bắt nó được một cái nó bị ruột ra. Rồi than mái này là than mái thứ ba ha, em thả nó vô cái ô thứ bảy ha, hồi nãy là 5 6 7 đó là ba bé than mái. Bé này than mái thứ ba nha. Đấy. Than mái 567 đồng giá ha, 150k một bé. Than truyền chống cuối mùa rất là to. Móng đầy đủ hết nha bà con. Than truyền chống nha. Đây, đây là than truyền chống. Đó, than mái là các anh thấy nè, cái yếm của nó nè, nó trổ lên khá là nhiều cái lông màu đen đó, lông lưng cũng vậy ha, đang ra lông điểm rất là nhiều luôn ha, nuôi nó sẽ rất là nhanh, mắt thì nhỏ xíu xíu xíu. Rồi than truyền chống này ô số 8 nha mọi người nha, giá là 400k.
Rồi, móng đầy đủ hết ha. Đây là than truyền chống ha. Than truyền chống này em thả vô ô số 9 nha. Đó. Rồi, chỗ khá đẹp ha. Sâu không? Còn sâu trong này không? Lấy cái thước là tưởng đâu có chòe lửa đuôi dài nhiều để đo rốt cuộc có đúng một bé. Trời, cái mép nó vàng khè luôn mà. Này chim truyền mới chỗ lên xong ha, mép còn vàng khè ha. Rồi. Nè, đó, các anh thấy ha. Mép vàng khè. Giá 350k ha. Bé này em sẽ thả nó vô ô số 10 nha. Móng đầy đủ hết nha. Đó. Móng coi như là em luôn luôn em review cho các anh xem coi như là móng đều đầy đủ hết. Rồi, than mép đó là than mép vàng đó em thả vô ô số 10 nha, giá chỉ có 350k thôi nha. Wow, bé này đang ra ông đuôi mọi người ạ. À. Đây nè. Đang ra ông đuôi. Chim mép luôn nha. Đó. Nè. Cái họng nó vàng khe luôn. Bé này ô số 11 ha. Bé này rất to nè. To lắm. Bé này siêu dài. Rất là dài. Rồi bé này thì ô số 12 nha. Rất to, dài. Chim mép vàng luôn nha. Nè. Đó. Họng vàng khe luôn. Mép vàng khe luôn. Ô số 12 nha. To, dài. Rồi, bé này thì cũng là mép vàng đang ra lông đuôi luôn ha. Bé này ô số 13 nha. Chim này là dạng chim truyền nè. Đó, đang chỗ lên nè. Đang chỗ lên xong ha. Đó, rất là đẹp. Rồi, móng là đầy đủ hết nha. Đây là ô số 13 nha. Kỳ hết rồi ha. À, còn hai ba bé, còn hai bé. Wow. Rồi bé này ô số 14 nha. Đó, mép vàng không nha bà con. Mặt bé này rất là lanh nè. Mép vàng khe. Rồi bé này ô thứ 15 nha mọi người. Bé cuối cùng. Rồi bây giờ để em ra chậu màu cho các anh xem ha. Đây là ô thứ 15 nha. Đó, cái ô. Những cái ô này nó đều có số ở đây nè. Cho nên là nhiều khi mấy anh á chịu khó xem cái clip. Cái thứ nhất là đúng ngày. Cái thứ hai nữa là chọn cái số ô đúng giúp em ha, là em giao đúng chim ha. Ví dụ như ngày hôm nay là than lửa rồi này nọ, em thả vô nguyên từ số 1 tới số 15. Đó, mấy anh coi ngày hôm nay, ví dụ như số 1. Số 1 là chòe lửa, còn thí dụ như ngày hôm kia số 1 nó lại là chòe than. Đó, cho nên là mấy anh xem đúng ngày giúp em nha. Rồi, bây giờ thì chào màu thì em sẽ ra toàn bộ những cái ô rồi em sẽ review lại cho các anh xem cho nó đỡ mất thời gian. Toàn bộ cái chín bé chào màu này
đều đồng giá là 200k nha. Anh em chịu khó chọn đúng cái số ô giúp em nha. Em sẽ review cho các anh. Cái thứ nhất là xem những cái số ô và những cái bé chào màu mà em thả vô những cái ô đó. Đó cho nên là anh em chọn đúng giúp em nha. Cảm ơn tất cả mọi người.